chị đa, mấy chị đa, mấy chị đa, mấy chị đa, dễ nè cầu ơi, dạ cái con không dạ, mấy chị đa cái này mấy chị ơi nhi, lớp trên vô luôn em, mấy chị đa, mấy chị đa, mấy chị đa, mấy chị đây, mấy chị đa, mấy chị đa, dạ ơi vô vô trong vô đây nè em. Mấy chị đa, 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 và có vua hàng trăm quân hầu miền Tiên Giang là quê, còn tuổi tương vừa trắng tròn em chính là chúng lâm đài. Mấy chị đa, mấy chị đa, mấy chị đa, mấy chị đa, thế giới chưa có chạy kiểu gì. Từ nếu ta huynh đệm đến đây, đến chúng gia chàng thấy, đến chúng gia chàng thấy đâu anh đài, khi thấy qua tàn phai. Rồi đợi em tí xíu à. Dân ơi, dân bên trái em luôn nè, dân ơi, bên phải em, dân ơi. Rồi đợi em tí xíu, dân ơi, tao lưng kìa dân, tao lưng. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, tôi sơn ba, tôi ăn đài, tình tiên bố trên cao dày, thề tông thai đồng ha. Vui cùng vui về đến tiền miền, chiếm tung trời xóa tan muộn phiền, kiếp cho mày kết xe chiến tình hả. Mấy chị đa, mấy chị đa mẹ già như vui chinh cây, gió lại mẹ rụng con phải mồ côi, gió lại mẹ rụng con kêu cho gục luôn. Mày hổ phải. Mấy chị đa, hai chị đa, hai chị đa, Ngọc Lan thành sao đứa sáng ngô trào, sống to ba đào tên thi muôn đời là vua phù say. 22, 22 dòng lỗi sao? 22 số đầu tiên, 22 hai mươi hai mấy gì ra? Số gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra? Ngoài biên cương chặt dư, lắm lẽ tấm con kinh bang, cắm tấm lên đường, nhắn chống quân giặc ngoại xâm. Nàng đừng ngăn cản, làm chung lòng dũng tướng, lòng ta nấu nung hờn căm. Xin cho đi phân bài, chàng hãy nên bình tâm. Chàng cần tu chính, hùng binh trước khi ra trận tiền. 30 niên, còn 30, còn 30, còn 30, còn 30, cái này còn 30 số. Về đây cả số, về đây số, về ra cả số, về ra số, về ra số, về đây cả số, về ra số, về ra. Anh về thì con người anh nào có chuyện đó hết trong cuộc chạy đó. Anh về thì con người anh có chuyện đó hết trong cuộc chạy. Còn số 8, còn số 8 này, còn số 8, còn số 8, còn số 8, còn số 8. Còn mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra, số chị ra, mấy chị ra. Giải linh trên cánh tình em khô héo, có lên con trăng béo thay xéo cái giữa tròn. Anh với em đời hẹn mà vẫn còn, người ta đủ cặp sao hai đứa mình còn số lô. 21 vô, 21, 21, 21, 21, 21, 21, con 21 là con mấy. Số chị đầy theo anh về cuối sông, về non sông, cùng về thăm quê cũ. Ta nhìn đầm lúa con, đang chiếm tay, cờ tay bay phơi phơi. Mẹ anh chào đón em, người anh thương, trên mỗi xuyên tình ai. Cười năm, trên mỗi xuyên tình ai. Năm 12, năm 12, con số năm, con số năm đi, con số năm số, về đây cả số, về đây số, về đây cả số, về đây số, về đây số, về đây cả số, về đây số, về đây. Phạm công cút qua hai cưới đào bà công hợp, cút qua thì chết bỏ lại mà lại con cứ tên đi xưng trước
đời mà tất lần. Trời trời chúng sinh hai kẻ mới lớn khôn, nay mẹ liều hồn về nơi mà tinh suối. Hai con đừng nuôi theo mẹ mà làm chi, hãy ở dưới chừng sớm hôm mà nương náu. 26, 26, cái là 26. 26, 26, 26 mấy chị đã, mấy chị đi mấy chị đã. Đã khuya rồi, dáng ngồi đứng sao. 1, 2, 3, con số 3, con số 3. Con số 3 đây, con số 3 số. Chị đây, quái chị đây, ngồi chị đây, mười chị đây. Sợi chị học thêm gói cưới mơ ước dân trong lòng. Đợi chờ ngày lên xe qua, em ấy luôn bên trang. Người niềm vui theo mảnh lửa đào. Con tim đang xe đắm hồn từ chân gối cưới xinh sáng đôi tim hồng, dịu dàng bàn tay xinh xinh công chúa đang thanh thông, dạng trong mơ đang đợi người. Con số 10, con số 10 đây, con số 10, con số 17 thì đây, 4 thì đây, 4 thì đây, anh xã 43, 43 con mười cái kêu đã hầu kêu đâm ban. Mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra, con đợi chị ra xuống chị đây, xuống chị đây. Mời bạn lại đây nhấp lá sứ thì thả dòng nước xuôi đi biết bao nhiêu. Bạn bè cùng vui theo những lá thuyền thì trở về đâu những ước mơ ngoan. Là màu xanh là hay lá nâu lằn, là thuyền của em quý phu nhân. Bạn bè của em ở khắp bao miền, đừng vì màu da mà cách xa nhau. 36, 36, 36, 36, 36, 36 mấy chị đã, mấy chị đi mấy chị đã. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, ra mà xem họ cưới nhau kì gái ba. Tôi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình anh tính đi thôi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, người ta còn bên nhau ta đủ. Anh ơi, Hà Nội để đâu ra, anh chuyện chúng mình má anh phải không, má của anh. Đi cắm hả? Sao má không nói? Mất dạy, anh đưa tắt nhà. Mày bước ra đây. Mẹ chồng mày đó. Mà mày khốn nạn gì vậy? Mẹ, mày là chồng đó hả? Mặc dù mẹ tao có bị câm cũng được nói vậy, nghe chưa? Nghe chưa? Mẹ tao có... Mẹ không có câm. Con chết mẹ em nói được hả? Con xin lỗi nè, con xin lỗi nè. Vậy mày nói gì vậy? Chết mẹ ai? Chết mẹ ai? Chết mẹ, mẹ mày là chết bà ngoại mày đó. Sai nha. Không có, cái... Không có, biết rồi. Mày tính sao kỳ vậy? Chết mẹ của mẹ. Là bà ngoại mẹ. Ờ đúng rồi. Ừ. Nhưng mà mẹ đi đâu lên đây vậy? Đi tìm đứa con mất dạy như mày đó. Con xin lỗi mẹ, nhưng mà sao mẹ lên mà mẹ không báo cho con? Tại mẹ nhớ con chứ nhớ thằng cu quá mà. Mày sang đâu con? Sang hả? Ừ. Sang là thằng nào vậy? Ê, trời đất ơi, đừng có nhắc tên Sang trước mặt con nữa. Con mày đó. Ôi chết mẹ đó. Con xin lỗi. Chết mẹ nói là chết mày đó. Con có lỗi, con xin lỗi. Con, cái gì? Con của con mày làm mẹ ở dưới quê rồi hả? Sao lên Sài Gòn mày dụ mày làm chồng tao? Cái đó là mày ngu. Cái này mẹ chịu. Không cứu được nghe con. Thì mày đi ra đi. Chủ gia đình mẹ tao đòi tù. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Lúc nãy nó con trai, giờ nó làm gái, tao đâu có biết đâu. Mẹ. Nhưng mà sao mẹ chỉ uống cho người xem lưng vậy? Mày làm đàn ông. Mày lên Sài Gòn mày dụ tao bây giờ làm chàng con mình, mày tin sao? Thằng gian nào nữa? Chuyện gì vậy con? Chết rồi, cái mối quan hệ chồng chéo này. Cái gì? Mẹ là mẹ của bác. Bác con xin lỗi bác. Các mới kêu con này bằng gì? Bác là mẹ của con này. Bác là mẹ. À chị xui. Mẹ không? Anh. Đừng nói tôi anh xui nha. Mình. Tôi. Thì cứ tôi xui dữ lắm. Mình nhớ tôi không mình? Sao tự nhiên mấy chục năm mình bỏ tôi đi vậy mình? Ủa rồi tại sao tự nhiên bây giờ mình bận đầu nữ là sao mình? Bà đừng có nhắc đến chuyện cũ nữa. Với tôi và bà.
bây giờ là hai thế giới chung một cộng đồng LGBT. Hồi đó tôi nhớ mình là nam, tôi cũng là nam, cái mình nói thôi bây giờ mà mình nam cái mình giả nữ đi, để rồi tôi với mình cưới nhau đẻ ra con này, rồi xong rồi tự nhiên sao bây giờ tự nhiên cái mình thành nữ luôn vậy? Đâu biết đâu số phận đẩy đưa ai đưa. Ba, ba gì là ba có vợ mới mà đẻ nó rồi chứ. Con của ba đi cưới con là sao? Nín 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 mẹ thương nín 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 mẹ. Ai cũng hiểu cái mối quan hệ nó sao sao. Ủa rồi bây giờ là sao? Tôi nhớ là ông đẻ thằng con trai mà. Rồi tại sao rồi thằng con trai của ông nó đi yêu thằng con trai của tôi? Gì? Con mẹ. Bởi vậy mới có cái trường lực nó ra đời đó. Nó dạy cho những đứa học sinh mà nó cái lực gì mà nó khó hiểu dữ lắm luôn. Con không biết chuyện gì nhưng mà mẹ. Mẹ. Tao đâu có giọng hỏi với mày đó mày mẹ gì má. Ôi trời, bây giờ tao không hiểu mày cái vấn đề mày có thần kinh làm sao sao nha. Không từ, có. Tao thấy từ từ khi mày qua bên kia mày kêu mẹ là kêu cho sang đó. Má. Má mì. Con lên Sài Gòn là má đã chứa chấp con cảm ơn má. Không, tao không có đứa chứa chấp mấy đứa hồi nát cho mày đâu đi. Sao vậy? Không, không, tao sợ mấy đứa hồi nát má, má dẫn cho con video con đường đó mà má nói sao vậy? Ê mày, mày dẫn, mày đi hát lô tô chứ dẫn con chung con đường đâu, mà nói. Đâu, hồi đó con, thì, con lên Sài Gòn con quá, con kêu con nôn làm gái, má dẫn con đi mà. Làm gì có? Bây nói cái gì vậy? Cái này là bà chủ điều đào của ba. Con sao? Bây giờ mình điều anh nào vậy chị? Thì đó, cũng hồi đó bỏ điều mà xong tao với ổng có thầm nhau đó. Mày nói với bà đó là cái gì của mày? Ai? Mày kêu ai? Cái bà này là má. Nhưng mà là má mì. Má mì của nó. Vũ! Vũ không nhớ con hay nhớ. Ở đây Vũ chi? Vũ nhớ! Vũ nhớ! Vũ nhớ về 9 giờ tối có 4 vòng mà con ơi. Thôi con xin lỗi Vũ. Khán giả do số thêm khán giả. Gió bất về sắc sờ. Hồi nãy đứa nào kêu vậy? Đứa nào kêu số? Quá kêu số đúng không? Mày kêu ra liền mày dành hả? Bây giờ mày kêu ra liền con số mày liền cho lên. Mày kêu ra liền. Mày bước ra. Mày đừng có mày mơ mối quan hệ chồng chiếu. Em xin lỗi. Mày đừng nói nữa. Mày đừng nói nữa. Bông tai tao rụng. Mày hát liền ra con số. Anh ơi trong nhạc nó hát liền ra con số. Mày hít gì ra? Mày hít gì ra? Mày hít gì ra? Gạo lây mày bông lây ấy phê phá. Phê cho nhà phát hay phương tiền nhà. Gạo nhà bông tay đây là nhà. Chơi cho tay sắp coi em muốn chung nhà. Quang ta cây bông. Quang ta cây bông. Quang ta cây bông ta cùng chơi trong trò. Quang ta cây bông. Quang ta cây bông. Quang ta cây bông ta cùng chơi trong trò. Ơi 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 em đứng nè. Sao em đứng em đợi để gì? Mình đang còn 35. Má, má, má đâm nó giùm con. Ủa, đâu có má nào kêu. 35 mấy chị ra mấy chị ra còn cởi chị ra cởi chị ra. Ở làng bên có một người con gái số không mai gặp phải thằng chồng sai. Chồng buồn đi nhậu lai dai nhậu hết mấy chai về quách chợ nằm dài. 32 mấy chị đây ba chị ở đây ba chị đây ba chị đây dầu ăn thay đẩy 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 còn 37 37 số chị đây mùi chị đây mùi chị đây mùi chị đây mùi chị ra mùi chị ra. Làng quê tôi giờ đây xôn xao có bao người thường ra đi mãi không quay về. Rồi hôm nay đàn chim báo tin ở phương trời xa em đi về nơi rất xa. Còn 13 còn 13 là lá dễ tờ hơn. Và ngay bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu phục vụ dòng loại đặc biệt đầu tiên với
tầm tẩm là một cái điện thoại thông minh quý vị nhé. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ ủng hộ một lời đặc biệt với một lời vé là 20.000 đồng. Bổng đoàn sẽ tặng cho quý vị một vé của một lời vé tặng nữa quý vị nhé. Rồi, có nghĩa là mua một tặng một đúng quý vị? Dạ. Rồi, ngay bây giờ xin mời tất cả các chuyên gia may mắn đoạt giải của một lời vừa rồi với tôi sẽ muốn nhận thưởng cho em. Dạ, xin mời tất cả quý vị ạ. Quý vị thân mến, vé vòng loại đặc biệt của tặng phẩm là điện thoại thông minh sẽ có giá là 20.000 đồng. Xong sau đó bộ đồ sẽ tặng cho tất cả quý vị một cái vé tặng là vé màu vàng nhỏ để ở quý vị có thể xếp bỏ vô túi cuối chương trình mình dò quý vị nha. 13 10 hợp lệ 13 22 có 2 30 có 3 52 đã đủ. Dạ chúc mừng. Dạ chủ nhân tiếp theo 13 22 30 và 52 13 17. Ok đây con 23 22 có 2 50 52 đã đủ. Dạ 13 16 hợp lệ. Chúc mừng con trai nha. Tặng thêm con trai cái bong bóng nữa nha. Rồi đây em gái số 3 13 22 30 13 16 hợp lệ. Xin chúc mừng. Rồi tặng thêm cho con trai cái bong bóng nữa cưng. À, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ tất cả các nhân viên còn lại đang phục vụ một lấy vé là 20.000 đồng. Quý vị sẽ được tặng một vé nữa của vòng loại đặc biệt của quý vị. Cho nên quý vị hãy ủng hộ liền tay. Chỉ có chúng ta sẽ có hai vòng loại đặc biệt thôi quý vị nha. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu trao thưởng cho những chú nhân may mắn. Và sau khi đó thì...